Thanh niên này là một con nghiện, cả ngày không làm gì cứ đi lang thang. Hôm đó anh đi qua một nhà hàng, vô tình gặp cô bạn gái vừa chia tay 5 tháng trước bụng đã phình to. Có thể anh nhận ra điều gì đó, lập tức gọi cô ra cửa sau của nhà hàng, hỏi thẳng rằng đứa bé trong bụng cô ấy là của ai. Cô ấy không phí lời trực tiếp nói là của anh. Anh không hiểu sao cô không nói sớm, nếu như anh biết chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm. Không ngờ cô ấy không có ý định nói cho anh, vì đối với đứa con mà nói không cần sống cùng một người cha nghiện ngập. Lời nói này khiến anh cứng họng, anh không còn mặt mũi đối mặt với cô. Dù vẫn còn muốn nói gì đó nhưng cô ấy lại nói anh hãy tránh xa mình một chút. Nói xong cô rời đi không hề ngoảnh lại. Tâm trạng ưu phiền, anh đến quán bar uống rượu giải sầu. Kết quả không có tiền, bị bảo vệ trong đó đuổi ra. Nghe người khác không ngừng sỉ nhục mình, anh tự cười nhạo chính mình. Lúc này trong sự quẫn trí anh không biết mình nên đi đâu. Đúng lúc đi qua một chiếc xe không đóng cửa, anh lẻn vào xe định tháo ghi đông mang đi, nhưng bị hai cảnh sát đối diện nhìn thấy, cái kết là bị bắt vì tội trộm cắp. Anh gọi điện cho mẹ bà ấy đã đem 1.000 đô đến nộp phạt để anh được ra ngoài. Trở về nhà anh không nói gì liền đi ngủ. Lúc này mẹ anh bước vào thì ném tẹt cho anh một phong thư, bà muốn cắt đứt mối quan hệ với Brandon và yêu cầu trước 7 giờ tối hãy rời khỏi ngôi nhà này. Nhìn một số tiền ở trong phong thư anh còn muốn nói với bà ấy, mẹ anh tức giận quay người bỏ đi. Xem ra hàng loạt những chuyện xấu anh làm trước đó khiến người thân của anh quá thất vọng. Chớp mắt đến lúc đứa trẻ chào đời, anh lặng lẽ đến bên ngoài phòng sơ sinh, nhìn đứa trẻ đang cử động ở bên trong, lòng anh đột nhiên xuất hiện cảm giác trách nhiệm. Cũng từ chính lúc này anh quyết định thay đổi cuộc đời. Cứ như thế Brandon đi đến một nơi mà anh đã vất vả làm hồ sơ, ở đây là cơ sở đào tạo lính cứu hỏa. Brandon muốn từ bỏ cái tên đầu đường xó chợ, muốn đến nơi có thể thực hiện giá trị của bản thân, vì thế anh đã đến đây. Một người tên Mike tiến đến bắt chuyện, Brandon biết vào được đây là điều rất khó nhưng anh vẫn muốn thử sức. Mike liền bác bỏ ý định của anh và nói ở đây đã đủ người. Nghe thấy vậy Brandon bất lực nói tạm biệt rồi rời đi. Lúc này đội trưởng Eric gọi anh vào phòng phỏng vấn, đồng đội bên cạnh không hiểu đội trưởng sao lại phỏng vấn một tên nghiện. Sau khi bước vào phòng, Eric trực tiếp hỏi anh hút hít lần cuối cùng là khi nào. Brandon nói rằng mình đã cai nghiện từ 3 tháng trước. Xem hồ sơ của Brandon, Eric đã thấy, thật sự Brandon đã tham gia khóa học chữa cháy chuyên nghiệp. Eric không biết người thanh niên trước mặt tại sao lạc lối như vậy. Suy nghĩ đắn đo một hồi, Eric muốn biết tại sao Brandon lại muốn thay đổi. Brandon nói mình đã làm nhiều điều sai lầm đáng xấu hổ, và anh muốn cho con gái anh thứ mà anh không có. Những lời này khiến Eric quyết định cho anh một cơ hội. Các đồng đội sắp tiến hành huấn luyện leo núi, thế là Eric để đồng đội giúp Brandon tìm một đôi giày phù hợp. Nếu anh có thể kiên trì việc huấn luyện leo núi, thì coi như anh đã qua vòng phỏng vấn. Không lâu sau, đợt huấn luyện đi bộ đường dài bắt đầu. Đối mặt với lính cứu hỏa chuyên nghiệp, thân hình gầy guộc của Brandon chưa thể hòa nhập được, huống hồ còn nghiện nhiều năm nay. Chạy chưa được lâu anh đã không chịu được nôn mửa. Trong lúc đội đang chạy, đội phó Jesse hỏi đội trưởng sao lại cho một con nghiện vào đội. Hơn nữa bây giờ đội của họ đang được đánh giá là đội xuất sắc, Brandon gia nhập có thể khiến đội thụt lùi. Nghe xong lời này Eric không giải thích nhiều, có thể ở trong lòng Eric tin rằng một người cha có trách nhiệm sẽ không quá tệ, nhưng suy nghĩ này khiến Eric bị vào mặt. Khi đội đã chạy được một vòng và chuẩn bị xuống núi lại gặp Brandon vẫn đứng ở vị trí cũ, không ngờ với khoảng cách lớn này không ai để ý tới anh, họ không nói gì mà trực tiếp chạy qua chỗ anh bỏ lại anh một mình ở đó. Thời gian đã đến lúc xế chiều vẫn chưa thấy bóng dáng Brandon, khiến Eric cho rằng anh không chịu được nên đã rời đi. Vào lúc mấy người không đợi nữa, bất ngờ bóng dáng Brandon xuất hiện cách đó không xa, nhìn anh lảo đảo kiên trì chạy về căn cứ, muốn tiếp tục con đường này nhất định phải kiên trì. Khi anh chạy đến trước mặt Eric, anh lấy điện thoại mở ảnh chụp ở trên đỉnh núi cho Eric xem. Eric giữ lời hứa đồng ý để Brandon gia nhập đội cứu hỏa. Lúc này Jesse cũng đưa cho Brandon một chai nước, hành động này chứng minh họ chấp nhận thành viên mới vào đội. Sau khi Brandon uống cạn chai nước, Jesse dặn anh nghỉ ngơi thật tốt vì thử thách lớn hơn còn ở phía trước. Nhưng anh không chọn về nhà luôn mà ghé qua siêu thị. Anh cẩn thận lựa chọn một số thứ sau đó đưa đến nhà của bạn gái cũ. Sau khi để những thứ này ở trước cửa, anh lặng lẽ rời đi. Cứ như vậy Brandon được gia nhập đội cứu hỏa. Anh kiên cường tập luyện cách chữa cháy. Bởi vì là người mới vào đội, anh không chỉ phải nắm vững cách xây dựng tuyến chống cháy, mà còn phải nhớ những cách chữa cháy. Hơn nữa Eric sẽ kiểm tra bất ngờ khiến đầu óc Brandon luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Với việc này thì tân binh là đối tượng có tần suất bị kiểm tra nhiều nhất. Eric hỏi Brandon về quy tắc thứ 11 của luật chữa cháy nhưng anh không trả lời được, khiến đội phải chịu phạt chống đẩy cùng anh. Trong đội tất nhiên sẽ có người rất bực bội. Mike bực bội vì Brandon có thể liên lụy kéo cả đội đi xuống, thế là chế giễu Brandon một hồi, thậm chí còn nói Brandon hãy đi xác định xem có phải con của anh không. Những lời này đã chạm đến giới hạn của anh, Brandon không nhịn nữa mà quyết định dạy cho kẻ thô lỗ này một bài học. Nhưng khi cú đấm chuẩn bị rơi xuống, Brandon lại do dự, vì anh biết chỉ cần cú đấm hạ xuống thì anh sẽ mất đi cơ hội trở thành lính cứu hỏa. Sau đó anh đứng dậy đi ra chỗ khác tiếp tục hoàn thành hình phạt chống đẩy. Hành động này khiến các đồng đội khác nể phục anh vài phần. Sau đó với sự chỉ đạo của Eric, mọi người tiếp tục triển khai các trạm cứu hỏa trong lúc nguy cấp, vì tiền đề của việc mang vác nặng là để bảo vệ bản thân. Suy cho cùng ai cũng gánh trên vai trách nhiệm gia đình. Nếu như gặp tình huống cháy lớn không kịp chạy thoát, lúc đó chỉ kịp cuốn tấm lá chắn lửa quanh người.
Đối mặt với nhiệt độ cao lên đến 500 độ, đầu cần phải chôn trong đất, chỉ cần có thể thở thì có thể được sống tiếp. Cảm giác giống như 100 toa tàu chạy qua đầu. Nhưng dù như vậy, thì Eric không hy vọng các đồng đội của mình sẽ dùng đến kỹ năng sinh tồn này. Trong lúc họ đang tập trung tập luyện thì một tai nạn cũng sắp ập đến. Ở trên ngọn đồi Chiricahua gần thành phố Portan xuất hiện một đám cháy lớn. Eric nhận được thông báo tức tốc đưa đội qua chỗ đó. Chữa cháy lần này không chỉ là tham gia cứu hộ, cũng là cách đánh giá đội của họ có thể trở thành đội tiên phong không. Khi họ ngồi trực thăng đến nơi đang bị cháy, trong không khí bị khói bao phủ dày đặc, đây cũng là lần đầu tiên Brandon có cảm giác nghẹt thở như vậy. Cảm giác bất an cứ xuất hiện trong anh. Nhưng đây là hoàn cảnh mà lính cứu hỏa phải thích ứng. Tình huống này trong tương lai anh sẽ còn gặp nhiều. Khi đến chỗ cần dập lửa, kế hoạch của Eric với vùng cháy lớn như này là đốt cháy tất cả những thứ dễ cháy trước, chỉ có ngọn lửa thắp lên thì chất cháy sẽ ít đi. Điều đó đảm bảo ngọn lửa không tiếp tục lan rộng, như vậy sẽ không nguy hiểm đến người dân thị trấn. Sau khi ra lệnh, các đồng đội bắt đầu cầm súng bắn lửa hướng về phía trước. Brandon cũng không ngoại lệ. Vì kinh nghiệm chưa có nên Mike sẽ làm mẫu cho nhìn. Chỉ thấy Mike giơ súng hướng về phía xa, thành công kích hoạt một điểm cháy. Brandon cũng thử bắt trước, cố gắng ném đi thật xa. Thấy Brandon thực hiện tốt, Mike không quên khen ngợi anh. Nhưng khi nhiệm vụ gần hoàn thành, Mike không cẩn thận dẫm phải tổ ong dưới thân cây khô, khiến bầy ong lập tức bay ra khỏi tổ. Hai người co giò bỏ chạy mất dép. Sau một hồi cố gắng của toàn đội, họ đã dập tắt thành công đám cháy lớn. Không ngoài dự đoán, hai ngọn lửa gặp nhau sẽ có thể dập lửa thành công. Cứ như thế, một đám cháy với ngọn lửa dữ dội hoàn toàn bị dập tắt. Sáng hôm sau, cả đội lên đường trở về. Bước đi trong vùng bị ngọn lửa thiêu cháy, tất cả mọi người đều đã kiệt sức. Vào lúc Mike nhặt một hòn đá đem về cho con gái làm kỷ niệm, không may một thân cây bất ngờ đổ phập xuống. May mắn có Brandon kịp thời kéo anh ra. Nhớ lại mấy ngày chiến đấu cùng nhau, họ đã quên đi tất cả những điều không vui trước đây và trở thành anh em thật sự. Không lâu sau, căn cứ nhận được một tin vui vì sự thành công của kế hoạch chữa cháy, nên họ thuận lợi thông qua kỳ đánh giá như một phần thưởng. Đội trở thành đội tiên phong chữa cháy, đó là điểm tốt để họ dẫn đầu trong giới phòng chống chữa cháy, và tương lai sẽ có nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn đến với họ. Brandon lại mang đồ đến nhà bạn gái. Khi anh rời đi thì bạn gái đã gọi anh lại, cô ấy đã thấy sự thay đổi của Brandon, muốn anh bế con gái mình. Brandon thấy quần áo bẩn thỉu nên từ chối, nhưng cô không quan tâm đến. Anh thử ôm con vào trong lòng với một cảm giác e ngại. Lúc này anh có cảm giác hạnh phúc mà trước giờ chưa có. Điều anh không hối hận chính là có thể đi đúng đường, vì tương lai anh có thể đường đường chính chính ở cạnh bên con gái và bạn gái. Không lâu sau, một lần nữa đội cứu hỏa lại có một nhiệm vụ khó khăn ở núi Granite gần thành phố Prescott vì vụ cháy nghiêm trọng do sét đánh. Eric nhận được thông báo liền tức tốc đưa đội đến đó. Rất nhanh, tuyến phòng lửa đã được cả đội thiết lập nhanh chóng. Nhưng đám cháy sắp lan tới đây, Eric có chút lo lắng vì những đám mây trên ngọn đồi vào thời điểm này. Một khi nhiều mây thì đám cháy càng nghiêm trọng. Vậy nên Eric lập tức hạ lệnh đốt cháy tuyến phòng cháy. Lúc này cả đội bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Eric gọi Brandon sang một bên, muốn nói ra những lời để trong lòng đã lâu. Hóa ra ông ấy luôn muốn nói về sự thay đổi của Brandon. Nhìn đội trưởng người cho anh cơ hội sửa sai, Brandon đã cảm ơn người đàn ông nghiêm khắc này. Sau đó, với sự phối hợp hỗ trợ của toàn đội, tuyến phòng cháy được đốt. Nhưng điều không ngờ là một máy bay phun nước xác định nhầm điểm dập lửa, hướng thẳng vào tuyến phòng cháy mà đội đã vạch sẵn, trực tiếp dập tắt tuyến phòng cháy. Thấy cảnh tượng như vậy, Eric bất lực mắng vào bộ đàm. Nhưng lúc này tuyến phòng cháy vì đã bị ướt hết, không thể nào đốt cháy được. Chỉ có thể bỏ ở đây và đi lên sườn núi. Như vậy tuyến phòng lửa phải thiết lập lại. Lúc này Jesse gọi Brandon đến bên cạnh. Vì thiết lập tuyến phòng cháy cần thời gian, và trong lúc chờ đợi cần một người canh chừng, phải liên tục theo dõi vụ cháy và thời tiết thay đổi để cảnh báo mọi người. Brandon đảm nhận nhiệm vụ, tất nhiên là bị ép buộc. Sau đó xe cứu hộ đã kịp thời tới đây. Sau đó Brandon lái xe về phía một sườn núi khác. Trước khi đi, Mike còn không quên chào tạm biệt. Nhưng không ngờ là họ sẽ trải qua điều hối tiếc lớn nhất trong đời. Rất nhanh Brandon đã đến được ngọn núi phía bên kia. Anh tiếp tục ghi lại các kết quả giám sát, sau đó báo cáo kịp thời cho Eric. Tất cả mọi thứ đã nằm trong sự kiểm soát. Bất ngờ hướng gió đột nhiên thay đổi, gió lớn mang theo ngọn lửa nhanh chóng lan về phía Brandon. Anh thấy vậy báo cáo cho đội trưởng. Jesse lập tức ra lệnh cho anh rời khỏi đó. Nguy hiểm như vậy không thể do dự, Brandon vội vàng chạy sang phía bên kia. Không thể dập tắt sự dữ dội của ngọn lửa, rất nhanh xung quanh anh bị khói bao vây, khói mù mịt bao trùm cả khu rừng. Lối thoát của Brandon đã bị lửa chặn lại. Bên này Eric dẫn cả đội sơ tán đến khu vực an toàn trước. Họ vẫn chưa thấy Brandon trả lời qua bộ đàm. Điều này khiến trong lòng mọi người không yên. May mắn xe cứu hộ đã kịp thời đến chỗ Brandon. Anh thành công rời khỏi khu vực nguy hiểm. Sau khi cứu được Brandon, đưa anh đến chỗ an toàn rồi báo cáo cho Eric. Điều này khiến cho Eric không giỏi ăn nói cảm thấy yên tâm. Trên đường sơ tán, Eric nhận được tin ngọn lửa vượt khỏi sự kiểm soát. Đội cứu hộ khác đã mất đi tuyến phòng cháy. Eric bất lực quan sát xung quanh rồi quyết định tiến về phía lối thoát, rút lui đến đồng cỏ cách đó không xa, vì bây giờ chỉ có họ mới cứu được những ngôi nhà. Brandon bên này cũng di chuyển đến khu vực an toàn. Anh lo lắng nghe tình hình trong bộ đàm, trong lòng hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn trở về. Nhưng thật không may, lúc này một cơn bão đang di chuyển về phía bắc với tốc độ cực mạnh. Điều này báo hiệu khu vực lân cận sẽ bị lửa nhấn chìm.
Quả nhiên đám cháy lan ra với tốc độ cực nhanh hướng về phía trang trại, nhưng Eric đã dẫn cả đội đến vùng lân cận của trang trại. Ông ấy nhận thấy có một đám cháy nghiêm trọng ở phía trước. Thấy đồng đội phía sau, ông cảm thấy không ổn, thế là vội vàng đưa cả đội quay về. Điều ông ấy không muốn thấy vẫn xảy ra, đám cháy không chỉ bao vây cả đội, nó còn đang lan về phía họ với tốc độ cực nhanh. Eric ra lệnh khẩn trương triển khai trạm cứu hỏa. Dù trước đó đã tập luyện rất nhiều lần nhưng không ngờ họ lại phải dùng đến điều này, vì một khi đã dùng mạng của mọi người chỉ đành dựa vào số trời. Cùng lúc này thì Eric gửi thông báo khẩn cấp ra bên ngoài qua bộ đàm, chỉ có tưới nước từ trên cao mới giữ được an toàn cho cả đội. Thật không may là chỗ họ đã bị bao phủ bởi làn khói dày, vòi phun nước không nhận ra vị trí chính xác, vì vậy bỏ qua địa điểm cứu hộ. Mà ngọn lửa không ngừng tiến về phía họ, Eric tuyệt vọng nhìn biển lửa xung quanh đang bốc cháy dữ dội, mệnh lệnh cuối cùng bảo vệ tính mạng. Các đồng đội vội vàng lấy ra tấm chắn lửa, trên miệng không ngừng nói những bước bảo vệ mà Eric đã dạy họ trước đó. Trong lòng mọi người lúc này đều hiểu họ sẽ trải qua gì, lẽ nào giống như Eric đã nói trước đây, chỉ cần mặt chôn dưới đất thì có thể sống tiếp. Ai cũng không biết kết quả sẽ ra sao khi họ hoàn toàn chôn mình dưới tấm chắn lửa, ngọn lửa đã bốc cháy đến chỗ họ. Brandon đang chờ đợi trong lo lắng, hy vọng chiến hữu có thể quay về, và điều anh không mong muốn cũng đã đến. Máy bay cứu hộ vẫn tìm kiếm họ trong vùng đất bị thiêu cháy, cuối cùng nhân viên cứu hộ đã xác định được vị trí của họ. Sau đó anh từ từ đi đến chỗ đó, cảnh tượng thảm khốc khiến anh sững sờ, bởi vì chỉ còn lại các thi thể đã bị cháy thành tro. Khi Brandon nhận được tin tất cả đồng đội đã hy sinh, ngay lập tức anh ấy sụp đổ và không dám tin, liền giận dữ chút giận lên chiếc ghế. Nỗi đau đớn uất hận tại sao người chết không phải mình. Người nhà nhận được tin tức cũng tập trung tại nhà thi đấu, họ chỉ biết rằng trong đội có một người còn sống sót nhưng không biết người đó là ai, nhưng ai cũng mong người đó sẽ là chồng, là con hoặc là cha của mình. Tối hôm đó, Brandon bước vào nhà thi đấu bất chấp sự ngăn cản của người khác, sự xuất hiện của anh đã phá tan hy vọng của mọi người. Nhìn từng gia đình mất hy vọng, Brandon trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quay người rời đi. Có thể chỉ có chấp nhận hiện thực tàn nhẫn này mới có dũng khí đối mặt với cuộc sống sau này. Tuy rất nhiều người không hiểu tại sao anh làm vậy, nhưng anh mới thực sự là người đau khổ nhất. Sau đó anh gục xuống đất, vợ của đội trưởng bất ngờ đến chỗ anh. Cô hiểu người đàn ông này đang phải chịu điều gì, cô đã an ủi Brandon hãy cố gắng vượt qua, vì tất cả mọi người đã cố gắng hết sức. Bộ phim tới đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.